cũng cá Kiên Giang thôi các bạn ơi. Chị chủ quán tặng cho mình thêm cái đầu cá lóc nè các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi ăn bún cá đặc sản Kiên Giang giữa trung tâm thành phố luôn nha các bạn. Mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Quán đang đông khách các bạn. Này là menu của quán nha các bạn. Giá cả rồi thể hiện hết. Nước mắm cá cơm nguyên chất luôn nha các bạn. Để mình quay cái chỗ làm bún cho các bạn xem nha. Cá nè các bạn, tươi ngon lắm. Thì rau sống. Sắp sửa nổi tiếng. Này là tôm rim các bạn. Này đầu cá. Trời ơi thấy ghê quá mình. Chả cá. Mực này là mực tươi luôn nha các bạn. Địa chỉ quán là 579 đường Bình Thới, phường 10, quận 11 nha các bạn. Bạn nào ở gần thì ghé qua ăn thử cho biết đặc sản của Kiên Giang. Bảo đảm là ngon tuyệt. Quay cái quy trình làm ra một tô bún ngon tuyệt vời cho các bạn xem nha. Bếp nút đồ sạch sẽ lắm các bạn. Đặc biệt là chị chủ quán rất là dễ thương luôn nha. Khách rất là đông luôn nha các bạn. Theo chia sẻ của chị chủ quán thì một ngày bán bình quân từ 200 đến 300 tô, có khi cao điểm lên tới 500 tô luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.